Are you ready? Okay. Ủa sao không đều cái gì hết vậy? Nãy tao kêu là kịch bản là đều lắm mà. Nãy tao kêu kịch bản đều lắm mà. Ok mọi người, thì hôm nay tem chúng mình sẽ làm phòng này thành một quán bar chính gốc. Vẫn không đều, vẫn chưa đều. Vẫn chưa đều luôn á, vẫn chưa đều. Thôi thôi, dừng lại. Nãy kịch bản thì nó đều lắm. Nhưng mà giờ nó vẫn chưa đều. Vâng, thì hôm nay phòng mình sẽ làm cái chỗ này thành một quán bar của một phòng streamer. Biến phòng streamer thành một quán bar. Đây là vlog đầu tiên của Việt Nam. Vỗ tay. Đúng rồi, vâng. Thì hiện tại thì ngưng. Đéo cần diễn xong. Ok. Thì hôm nay team mình sẽ biến cái phòng này thành một quán bar. Thì nói chung là bây giờ thì đồ đạc nó rất là nhiều, anh em có thể thấy là nệm niệc đồ thì phải dẹp ra hết cái chỗ này này. Đấy, đồ quần áo rồi tất cả mọi thứ phải dẹp ra hết. Anh em có thể đồ rất lộn xộn và anh em sẽ tiến hành dọn dẹp gấp nhanh. Vâng. Dọn hết ra, trời ơi, dọn hết ra đi. Trời ơi mọi người ơi, phải làm cái phòng này sạch sẽ lên trước khi lại biến nó thành một quán bar nhá mọi người. Vâng, bây giờ thì hiện tại đang gấp bưng ra ngoài luôn. Mở cửa bưng ra ngoài luôn. Rồi, ok mọi người. Thì sẽ dọn dẹp tất cả những đồ đạc chỗ này đi ra ngoài hết để biến nó thành một quán bar nhá mọi người. Sau 15 phút chuẩn bị thì tem mình đã dọn dẹp sạch sẽ và tiến hành quẩy thôi nào mọi người ơi, đã trở thành quán bar rồi. Quên. Hai tụi mày, từ từ quẩy. Bình tĩnh, chúng ta cần một cái loa. Loa đâu? Đã có loa rồi. Vâng, chưa quẩy được, vẫn chưa có được. Và đây chính là những vật phẩm mà chúng tôi chuẩn bị, đó là 4 chiếc S100 của Samsung Galaxy. Vâng, sau đây nhân tờ sinh trai sẽ giới thiệu điện thoại. Và điện thoại chúng ta sẽ làm gì? Đó là sẽ bật đèn flash lên. Đây, và đây chúng ta đã bật 4 cái đèn flash nháy lên thôi. Sẽ cầm lên thử coi, cầm một cái lên cho anh em xem thử coi. Vâng, đây. Wow, quá ấn tượng mọi người ạ. Wow, quá ấn tượng. Đúng rồi, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị được 4 cái smartphone để chiếu đèn tạo ra mùi vị của quán bar. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đúng rồi, những chiếc máy tính này chúng ta sẽ sôi động hơn, đó là thêm những cái phần nhạc của những em vũ bự nhảy nhá mọi người. Đúng rồi. Vâng, mọi người đã sẵn sàng chưa? Ok. Vẫn chưa đều, chưa đều. Hai bạn, mọi người đã sẵn sàng chưa? Ok rồi. Anh em chúng tôi đã sẵn sàng và đang quẩy mọi người ơi. Rất hăng, đúng là những thành viên của tem có tin quẩy thực sự rất hăng luôn. Vâng, quẩy rất hăng. Và chúng tôi ở đây thì chúng tôi đã chuẩn bị, đó là những cái phần mềm hỗ trợ như là điện thoại, máy tính để hỗ trợ giống như một quán bar chính chủ. Và bây giờ thì chúng ta đã có loa và chúng ta đã sẵn sàng. Anh em sẵn sàng để lên mây chưa? Ok chưa? Tắt đèn. Vâng. Quên, kết nối loa. Cái nhiệm vụ tiếp theo chúng tôi phải là kết nối loa, chưa được phép tắt đèn. Đúng rồi. Cái loa này chúng tôi cần kết nối với điện thoại để mở nhạc sàn. Vâng. Và chúng ta có thể là chúng ta cần một cái bóng. Vâng, ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái bóng. Và bây giờ nhân sinh trai sẽ tiến hành bật lên thử, không tắt đèn, bật lên thử nha mọi người. Đấy, rồi ok, tắt đèn này đi, tắt rồi, ok. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị mở nhạc. Vâng, mở nhạc cho cái loa này. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến hành mở nhạc cho cái loa này nhé mọi người. Vâng, tất cả, bây giờ thì tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, không còn chờ đợi gì nữa. Anh em chính thức biến phòng streamer của mình thành quán bar. Vâng, tiến hành tắt điện. Tắt điện, không, lúc này không phải là lúc chích nhau, ok. Tắt điện. Vâng, bóng đã sẵn sàng, chúng ta sẽ tiến hành chìm vào màn đêm tối. Wow, rồi, wow, nhìn là đã ấn tượng rồi mọi người. Chúng ta cần một ít nhạc. Vâng, đúng rồi, bật đèn lên. Vâng, đã sẵn sàng. Ôi rồi ôi, đã chuẩn bị quá cung phu. Vỗ tay. Wow, sẵn sàng chưa? Anh em chuẩn bị quẩy này. 3 2 1, nhạc lên. Wow, đúng là quán bar chính thức rồi mọi người ơi. Quá không thể được, phòng mình, wow, quá ấn tượng. Chỉ trong vòng 30 phút anh em mình đã biến phòng mình thành một quán bar. Quay lại đây quẩy. Múa quạt. Wow, quá ấn tượng. Vâng, đúng là tem có tin vậy, tem ấn tượng nhất Việt Nam. Chỉ trong vòng 15 phút chúng tôi đã biến phòng này thành một quán bar. Wow, quá ấn tượng mọi người ơi. Wow, những điệu bay sáng chế độc nhất tại Việt Nam. Vâng.
Wow. Quá ấn tượng mọi người ơi. À, những điệu nhảy của NZXT và Thôn. Wow. Wow, còn thật không thể tin nổi được. Chỉ trong vòng 15 phút thôi, chúng tôi đã biến phòng này thành một quán bar. Wow, quá ấn tượng. Wow, đã cởi áo ra rồi, rất thăng. Wow. Ôi, ôi. Wow. Wow, quá vui mọi người ơi. 15 phút thôi, trở thành một quán bar rồi. Wow, thật ấn tượng đấy mọi người ạ. Quá ấn tượng. Đúng là chỉ có tại Tem Khói 97 tại Việt Nam thôi. Quấy. Ở Việt Nam hiếm ai làm được điều này. Wow, thật ấn tượng đấy. Wow, quá tuyệt vời. Vâng, chỉ như thế là chỉ trong vòng 15 phút là chúng tôi đã biến được cái quán này thành một quán bar. Quẩy rất hăng. Vâng, không cần phải đi đâu xa, nhà là quán bar. Wow, mông bự thế. Wow. Vâng. Rất căng. Thôi, tắt nhạc, bật đèn lên. Bật đèn lên. Vâng. Đấy mọi người thấy đấy. Chỉ trong vòng 15 phút thôi là ba anh em chúng tôi Tem Còi Ước Thứ Bảy đã biến phòng này thành quán bar cực kỳ đơn giản, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Có tố chất làm nghệ sĩ ấy mọi người. Đấy. Này. Phê không? Phê không nha nhân? Đã ăn quán bar không? Đã hơn đúng không? Phê không? Phê không chưa? Phê đúng không? Rồi ok, như vậy là chỉ trong vòng 15 phút nhẹ nhàng là chúng tôi đã biến phòng này thành quán bar. Như thật mọi người ạ. Đó là như thật luôn ý. Thiệt luôn. Không thể nào từ chối cãi ra được. Này, quán bar nó cũng có đèn này vậy. Thì chúng tôi, nhạc chúng tôi cũng có. Đấy, điện thoại, đèn flash chúng tôi cũng có đầy đủ. Tất cả máy tính chúng tôi có đầy đủ. Đúng là quán bar gì nữa. Vâng, một lần nữa thì nhân sinh trai xin chào mọi người. Đúng không? Trận cá này nha. Rồi, ok. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở một clip gần nhất. Ok, bye anh em.